bây giờ tụi mình phải tính sao đây? Sao? Đợi một chút đã. Tao biết chắc tụi nó đi qua đường này mà. Alo, Bin nghe ạ. Dạ, tụi em, nhóm Tí Mập đây. Nhóm Tí Mập hả? Tí Mập. Alo, gì vậy em? Dạ, tụi này... Tụi em muốn mời mấy anh. Muốn mời mấy anh tối thứ bảy. Tối thứ bảy. Đi dự dạ hội quá trang. Hả? Vũ hội quá trang hả? Úi, vũ hội quá trang. Quá trang. Nhưng mà tối thứ bảy anh kẹt rồi em ơi. Anh sợ đi không được. Đi được, nhận lại đi. Được, tối thứ bảy đi được. Vũ hội quá trang hay em. Nhưng phải quá trang làm sao? Dạ. Ê, kêu nó quá trang làm sao? Con gì cũng được. Dạ, con gì cũng được ạ. Dạ, con gì cũng được. Con gì cũng được hả? Con gì cũng... được rồi, con gì cũng được. Anh ơi, hẹn ở hội trường nha. Thứ bảy sẽ đúng hẹn. Yeah. Bây giờ tụi mình phải quá trang con gì? Bây giờ mình quá trang con gì ta? Biết rồi. Con gì? Con heo. Vậy, con heo mình mày đóng đi. Thôi được rồi, con gì cũng được. Để mã luôn. Không thiệt. Show me your love, watch your feet, watch your view, watch your...
đừng ngại chi một lời thôi người tình thấy, hãy nói rằng em yêu anh rồi ha ha ha. Xin đừng hoài nghi, đừng ngại chi một lời thôi người tình thấy, hãy nói rằng em luôn mong đợi nhé. Yeah. Show me your love, what you need, what you feel, what you see, hãy nói rằng em yêu anh hoài ha ha ha. Show me your love, what you need, what you feel, what you see, hãy nói rằng em luôn nhớ anh. Nhớ anh. Thôi, nè, làm gì vậy? Coi đi. Hả? Hả? Tôi đâu biết đâu. Nó nói mày kìa. Nó hả? Mày ngu quá. Nó hổm á. Nó chụp hình tụi mình đó. Nó gì? Hả? Nó làm á. Vậy bắt nó lại.